bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 12 tháng 8, Thống đốc vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Bratsky cho biết, các biện pháp an ninh tại tất cả cơ sở có tầm quan trọng chiến lược ở vùng Zaporizhia đã được tăng cường sau lệnh của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Theo hãng thông tấn TASS, ông Bratsky viết trên Telegram, trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, ông đã chỉ rõ rằng cần nâng cao nhận thức và chú ý chặt chẽ đến tất cả cơ sở có tầm quan trọng chiến lược trong vùng. Trong đó có cả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đã có nhiều quyết định giúp chúng ta làm việc an toàn tại vùng Zaporizhia và kịp thời loại bỏ mọi khó khăn do đối phương gây ra. Chỉ đạo của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine được cho là vừa tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bằng thiết bị bay không người lái UAV. Vụ tấn công đã gây cháy ở tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân này, nhưng do tháp giải nhiệt này không tham gia vào quá trình làm mát nên vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Theo ông Balisky, vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia không gây ra mối đe dọa nào đối với người dân của Zaporizhia, đặc biệt là ở thành phố Enerkoda. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng xác nhận các chuyên gia tại nhà máy điện hạt nhân này đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen bốc lên ở phía bắc nhà máy. Vụ cháy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia xảy ra trong bối cảnh vào ngày 10 tháng 8, cơ quan hạt nhân Nga Rosatom cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kerch gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân của khu vực này. Ngày 8 tháng 8, Tổng Giám đốc IAEA Grossi cho biết trong một tuyên bố rằng ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một vụ sự cố hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt phóng xạ. Ông Grossi cho biết thêm rằng ông đang liên lạc với các cơ quan chức năng có liên quan của cả Nga và Ukraine và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm tại thành phố Energoda, có công suất khoảng 6 GW và là cơ sở hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nhà máy này do quân đội Nga kiểm soát kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Từ đó, các đơn vị quân đội Ukraine đã thường xuyên pháo kích vào Energoda và khuôn viên chính của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bằng thiết bị bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. Các quan chức cả từ phía Liên bang Nga lẫn phía Ukraine đều đã đề cập tới đám cháy xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu trong bối cảnh lo ngại về thảm họa hạt nhân đã dấy lên cùng với giao tranh dữ dội ở tỉnh Kerch. Cụ thể, trong một đoạn video được quay bằng điện thoại di động mà hãng tin AP của Mỹ phát đi, người ta thấy khói bốc lên từ ống khói nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với ngọn lửa ở bên dưới. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu cả về số lượng tổ máy lẫn công suất lắp đặt, đã bị quân đội Liên bang Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Kể từ đó, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã nhiều lần hứng chịu những đòn tấn công, kể cả bằng pháo binh và thiết bị bay không người lái UAV. Lần này, cả Liên bang Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ cháy. Hãng thông tấn TASS của Nga tối ngày 11 tháng 8 dẫn lời giám đốc chuyên trách về truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Bà Evgenia Yasina cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bằng UAV. Vụ tấn công đã gây cháy ở tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, theo bà Yasina, tháp giải nhiệt này không tham gia vào việc làm mát, cho nên vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước đó, thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định, ông Evgeny Balisky cho biết, hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bốc cháy do một cuộc tấn công của VSU. Theo ông Balisky, cả 6 tổ máy của nhà máy đều ở trạng thái ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước, trong khi mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Energoda vẫn bình thường. Đối với Ukraine, hãng tin AP cho biết, các quan chức nước này đã cho phát hành một đoạn video cho thấy các cột khói gần 100 những tòa tháp của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo ông Yevhen Yevtushenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Nikopol nằm ở phía đối diện thành phố Energoda, đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga và là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Quân đội Liên bang Nga đã đốt lốp ô tô trong các tháp làm mát để tạo ra hiện trường có vẻ như là đã xảy ra hỏa hoạn. Ông Yevtushenko cho rằng có lẽ đây là một hành động khiêu khích hoặc một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn tại các khu định cư ở bờ phải của hồ chứa nước Kakhovka. Về phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, trong một thông báo trên mạng xã hội X, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc này cho biết các chuyên gia của họ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen ở phía bắc nhà máy. Thông báo này có đoạn, các chuyên gia của IAEA đã nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ phần phía bắc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Một số vụ nổ đã được nghe thấy trước đó vào buổi tối. Vụ cháy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia xảy ra trong bối cảnh vào ngày 10 tháng 8, cơ quan hạt nhân Liên bang Nga Rosatom cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kerch gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân của khu vực này.
Trước đó vào ngày 8 tháng 8, IAEA đã kêu gọi Ukraine và Nga kiềm chế khi giao tranh leo thang ở khu vực Kursk của Liên bang Nga, nơi có một trong số những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của nước này. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, cần phải kiềm chế tối đa để ngăn chặn thảm họa hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết trong một tuyên bố do IAEA công bố rằng ông muốn kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một vụ tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt phóng xạ. Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết thêm, cá nhân ông đang liên lạc với các cơ quan chức năng có liên quan của cả Liên bang Nga và Ukraine và tiếp tục nắm bắt vấn đề này. Ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược và trang thiết bị quân sự của Nga nằm ở thành phố Halivka thuộc tỉnh Donetsk. Cụ thể, trang MilUA dẫn thông tin được người dân địa phương chia sẻ cho thấy vụ tập kích nhằm vào nhà máy chế tạo máy móc Halivka đã gây ra hỏa hoạn lớn ở đó. Được biết, nhà máy này được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng như một căn cứ sửa chữa và cất giữ thiết bị quân sự. Thông cáo từ trang MilUA viết, đạn dược cất giữ bên trong khuôn viên nhà máy đó được đối phương sử dụng để pháo kích vào nhiều vị trí của quân đội Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy chế tạo máy móc Halivka bị quân đội Ukraine tập kích. Vào cuối tháng trước, một số người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy một số vụ nổ đạn dược được cho là bắt nguồn từ nhà máy trên. Trong diễn biến khác, chỉ huy đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, thiếu tướng Abdi Alaudinov, tình hình giao tranh gần đây ở tỉnh biên giới Kursk là trận chiến quyết định có thể khiến phía Ukraine thất bại. Hãng tin RT dẫn bài đăng của tướng Alaudinov trên mạng xã hội Telegram. Tôi không thấy có lý do gì khiến người dân phải nghi ngờ và nghĩ về việc chúng ta có thể thua trong cuộc xung đột này, bởi Ukraine sẽ thất bại, cũng như khối quân sự NATO, châu Âu, Mỹ và tất cả những quốc gia hỗ trợ Kiev. Theo thống kê sơ bộ được Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh biên giới Kursk đã tổn thất gần 1.120 binh sĩ và hơn 140 thiết giáp các loại. Ngày 10 tháng 8, hãng tin Krimsky Vetter đưa tin cho biết Nga đã tái triển khai các đơn vị của lữ đoàn lính thủy đánh bộ 810 thuộc hạm đội Biển Đen của Nga từ Sevastopol đến tỉnh Kursk. Các xe tải quân sự đã xuất hiện trên xa lộ Davida hướng về Kursk vào ngày 6 tháng 8. Các nhân chứng cho biết xe tải Kamaz đã khởi hành từ căn cứ của lữ đoàn 810 tại vịnh Kozacha. Trước đó, tờ Republic Diva Maiori đã đưa tin về các trận chiến ở Shuta có sự tham gia của lính thủy đánh bộ từ lữ đoàn 810. Ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine bất ngờ đột kích qua phòng tuyến biên giới của Nga ở tỉnh Kursk. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng quân Ukraine được cho là đã tiến vào Nga với khoảng 1.000 quân, sử dụng xe bọc thép, xe tăng, UAV, hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến điện tử. Republic cho hay cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk diễn ra cách biên giới khoảng 26 km. Trong khi đó, tờ Washington Post trích dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine được cho là đã chiếm quyền kiểm soát trạm trung chuyển khí đốt Sucha ở tỉnh Kursk. Vào ngày 9 tháng 8, thị trưởng Kuchatov, ông Ihor Kotpunkov tuyên bố cuộc giao tranh diễn ra cách thành phố, nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk, vài chục km. Để ứng phó với những vụ việc này, Nga đã thông báo hoạt động chống khủng bố tại các tỉnh Bryansk, Kursk và Belgorod, bao gồm việc giám sát các cuộc trò chuyện qua điện thoại và các thông tin khác. Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin TASS, quyền thống đốc Kursk, ông Alexei Smirnov đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ sơ tán dân thường ở huyện Belovsky trong khu vực. Trên trang Telegram, ông Smirnov viết, tôi đã chỉ đạo người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky để nhanh tiến độ thực thi quyết định của Trung tâm điều hành hoạt động sơ tán. Hoạt động sơ tán dân thường ở huyện Belovsky là tự nguyện. Theo ông Nikolai Volobaev, người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky, người dân địa phương hiện sơ tán bằng phương tiện cá nhân và những chiếc xe buýt do cơ quan chức năng địa phương sắp xếp. Họ được bố trí cư trú trong những nơi ở tạm thời tại Kursk và các khu vực an toàn xung quanh khu vực. Khi cuộc đột kích của Ukraine vào Nga bước sang ngày thứ 5, quân đội Ukraine đã tiến được 16 km vào khu vực Kursk và đang bắt đầu truy quét bất kỳ binh lính nào mà họ bỏ qua trong quá trình vội vã mở rộng quyền kiểm soát của mình. Trong khi đó, Nga cuối cùng cũng tung hỏa lực mạnh nhất của mình khi triển khai bom lượn nhằm vào các đoàn quân Ukraine đang di chuyển dọc theo các con đường của Nga. Trong hơn một năm, những quả bom lượn này, mỗi quả có tầm bắn hơn 40 km với hàng trăm kg chất nổ là vũ khí mạnh nhất của Nga, phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi Moscow triển khai tấn công trên bộ. Giờ đây, chúng chính là vũ khí phòng thủ và có khả năng là phương tiện chính của Nga để làm chậm các cuộc tấn công của Ukraine cho đến khi lực lượng bộ binh mới của Moscow được điều đến Kursk. Máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi Su-34 của Nga đã thả tới 100 quả bom lượn KAB mỗi ngày. Cho đến nay, họ chủ yếu thả bom dọc tiền tuyến ở phía đông Ukraine, nơi các trung đoàn Nga đã tiến công trong suốt mùa xuân và mùa hè. Chiến dịch ném bom bắt đầu chuyển hướng về phía bắc ngày 6 tháng 8.
gần như cùng thời điểm đội tiên phong gồm ít nhất 5 lữ đoàn của Ukraine vượt biên giới vào Kursk bắt đầu cuộc xâm nhập bất ngờ trong tháng thứ 29 của cuộc xung đột, khi các tiểu đoàn của Ukraine tấn công từ căn cứ của họ ở khu vực Sumy, ngay bên kia biên giới với Kursk, bom Nga đã trút xuống như mưa. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin vào ngày 7 tháng 8 rằng cường độ các cuộc tấn công theo hướng Sumy đã tăng lên, đối phương đang tích cực sử dụng không quân, trực thăng và vũ khí hạng nặng. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay, có một sự dịch chuyển đáng chú ý trong trọng tâm các nỗ lực trên không của đối phương trên chiến trường, đồng thời tiết lộ có tới 50% trong số những cuộc tấn công bằng bom lượn hiện nhắm vào các khu vực Kursk và Sumy. Dự đoán được sự phát triển này, quân đội Ukraine đã triển khai một lượng lớn các tổ hợp phòng không cũng như thiết bị gây nhiễu điện tử có thể chặn tín hiệu vô tuyến và trong một số trường hợp thậm chí có thể ném bom dẫn đường bằng vệ tinh. Với sự hỗ trợ lớn từ UAV mang chất nổ, các tổ hợp phòng không của Ukraine đã bắn hạ một số trực thăng Nga. Đáp trả, pháo binh Nga đã gây hư hại một phương tiện phòng không BUK của Ukraine. Cuộc ném bom vào Sumy không ngăn được quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk lân cận và chiếm được một số thị trấn, bao gồm hầu hết Sudha, cho đến nay là địa điểm phản công của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã huy động quân tiếp viện, nhưng tên lửa Ukraine ngăn chặn một số lực lượng trong số đó không thể tiếp cận tiền tuyến ở Kursk. Vì vậy, máy bay ném bom chiến đấu của Nga đã chuyển hướng mục tiêu. Ngày 8 tháng 8, những quả bom lượn KAB đã tấn công các phương tiện của Ukraine tại ngôi làng Darino của Nga. Ngày 9 tháng 8, bom lượn đã tấn công dữ dội quân đội Ukraine ở Leonidovo, cách Darino không xa. Bom lượn của Nga với một số quả nặng tới 3 tấn đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Ukraine. Khi giao tranh ở Kursk leo thang, các nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán dân thường. Theo Forbes, đây là một diễn biến đáng lo ngại với Ukraine, bởi khi không còn dân thường, Nga sẽ thoải mái ném bom hơn. Trang Asia Times viết, Liên minh Bắc Đại Tây Dương quan tâm đến việc tiến hành một hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Tài liệu cho biết, chiến lược và chiến thuật mà Ukraine sử dụng ở khu vực Kursk được phát triển cùng với NATO. Asia Times kết luận, ấn phẩm này chỉ ra rằng ngày nay khả năng đảm bảo an ninh của các nước thành viên của NATO đang bị suy yếu và trong trường hợp xảy ra chiến tranh giả định với Nga, nước sau sẽ có lợi thế. Đồng thời, một hoạt động tương tự như chiến dịch do binh sĩ Ukraine thực hiện có thể trở thành một trong những cách để chống lại Moscow. Khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga, nhiều chính phủ phương Tây đã không lên án các cuộc tấn công. Việc tiết lộ thêm những điểm yếu trong năng lực quân sự của Nga có thể khuyến khích Ukraine tấn công trong lãnh thổ Nga một cách tự do hơn. Trong khi đó, những người khác cho rằng cuộc tấn công Kursk là một sự đánh lạc hướng chiến lược. Trong vài tháng qua, Kiev không có bước đột phá đáng kể nào ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Các lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí của họ ở các khu vực bị chiếm đóng. Do đó, có lý do để tin rằng Ukraine đang buộc Nga phải chuyển hướng một số lực lượng và thiết bị của mình đến Kursk. Trong trường hợp này, quân đội Ukraine trên mặt trận chính có thể có cơ hội tiến lên. Nhà phân tích người Anh Alexander Mercuric cho biết trên blog YouTube của mình rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk. Ông nói, trong chiến dịch này, người Ukraine đã phải chịu tổn thất rất nặng nề. Điều này đã được chính Ukraine thừa nhận. Sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Suzansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận biên giới nhà nước. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!